How much? Đang lấy cái quả này không lấy được. Anh đi đâu? Đâu? Có được mấy quả. Vô em lấy với. Được chưa? Được chưa? Hết rồi. Anh có lấy được tí nào không? Anh có lấy được khoảng 1-2 cân thôi. Ở dưới rồi. Đang tìm măng nữa ở dưới rồi. Thì anh không được thì lấy một ít. Anh không lấy. Vâng. Đấy đó. Nhanh còn về. Nhà cái người đưa xong rồi. Đấy, xong rồi. Đi về thôi. Vâng. Anh đi tìm măng kép à? Anh đi vùi vào này đi. Đi về nhé.